Cách trung tâm huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La hơn 30 km, xã Mường Rôn nằm ẩn sau những cung đường đồi núi chập trùng. Với 19 bản, 4 dân tộc anh em cùng sinh sống, gồm Thái, Mông, Kháng, Kinh, trong đó dân tộc Thái chiếm 86%. Chỉ vài năm trước đây, chỉ nghe đến Mường Rôn, ai cũng sẽ ái ngại bởi đây là xã vùng sâu vùng xa, kinh tế kém phát triển, giao thông chưa được đầu tư, tỷ lệ người nghèo còn cao. Nhưng nay, Mường Rôn đã có những đổi khác khi bà con biết cùng nhau làm ăn, phát triển kinh tế, cùng nhau gìn giữ bản sắc văn hóa của dân tộc mình. Mỗi tuần 2 lần, bà con lại cùng nhau tập hợp lại, sinh hoạt tại một câu lạc bộ với tên gọi Câu lạc bộ Liên Thế Hệ. Câu lạc bộ mình được thành lập từ năm 2019 do Ủy ban dân xã Mường Rôn ra quyết định thành lập, chủ yếu là giữ gìn bản sắc dân tộc theo tập tục tập quán của dân tộc Thái. Thì đầu tiên thì có hơn chục người, thì đến giờ phút này qua quá trình nhận thức về hiểu biết về những cái truyền thống để phải giữ gìn bản sắc dân tộc thì nay tham gia ngày càng đông, luôn luôn phát triển. Nay là có hơn 25 hội viên. Bản Bo Xanh này đa số là dân tộc Thái Đen. Để đảm bảo giữ gìn bản sắc dân tộc thì trong quá trình tìm hiểu cũng như sách báo qua đài truyền hình phát thanh, tức là muốn bảo tồn thì cần phải phát huy. Phát huy được thì phải có người sáng tạo và tham gia. Thì trong đó thì cái thành viên tích cực nhất vận động có bà Bạc Thị Khuynh là đội trưởng trong đội văn nghệ. Vừa đội trưởng rồi vừa biên đạo diễn của câu lạc bộ. Về trang phục của bản sắc dân tộc là toàn chủ yếu là màu đen. Màu đen nó thì nhuộm từ màu tràm hoặc là cây hỏm nhuộm vải bằng từ bàn tay của người Thái dệt ra. Về văn hóa thì nghệ thuật ấy thì qua lời ca tiếng hát, rồi thể hiện qua điệu múa, ví dụ múa khăn piêu, tiết mục múa bản sắc dân tộc, tổ chức cái hạn khuống. Đó là cái sự giao duyên đặc sắc của dân tộc, đồng bào của dân tộc Thái. Tôi thấy các ông, các bà và các người dân xung quanh đều tham gia câu lạc bộ, thế là mình cũng thể tham gia. Và mọi người khi tham gia thì ai cũng được vui chơi, xong lại đi sinh hoạt câu lạc bộ, được nói chuyện với nhau. Trong câu lạc bộ đã cử một vài chị em đi tập huấn cái câu lạc bộ truyền dạy dân ca Thái của dân tộc mình để gìn giữ những bản sắc của mình, để bảo tồn nét văn hóa độc đáo của dân tộc mình. Không chỉ bảo tồn, phát triển văn hóa bản sắc của người Thái Đen, mà câu lạc bộ Liên Thế Hệ còn là nơi hỗ trợ, chia sẻ đời sống của bà con đồng bào, nơi giải quyết những vướng mắc, những khó khăn trong làm kinh tế hay đời sống tập tục, để từ đây vận động nhân dân đổi mới tư duy, cách thức sản xuất, duy trì và nhân rộng các hình thức làm nông nghiệp hiệu quả, với mục tiêu giúp Mường Rôn sẽ dần dần thay da đổi thịt.